YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Vùng biên Ukraine rung chuyển vì các vụ tấn công. Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolaev thuộc vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine, chia sẻ với Sputnik rằng các kho quân sự và một ga đường sắt phục vụ việc tập kết và phân loại đạn dược của các lực lượng Kiev ở vùng biên giới Sumy đã bị tấn công hôm 28 tháng 8. Tại thành phố Sumy, ghế sofa và bàn ghế rung lắc dữ dội lúc 22 giờ 25 vì đợt tấn công đó. Trước đó trong ngày, truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở Sumy trong bối cảnh chính quyền địa phương đã báo động không kích. Khu vực Sumy của Ukraine giáp với các vùng biên giới Kursk, Belgorod và Bryansk của Nga. Thành phố thủ phủ của Sumy nằm cách biên giới khoảng 30 km và có một xa lộ nối với thành phố Sudzha của nước láng giềng. Nga bất ngờ thay đổi chiến thuật ở Kharkiv. Giới chức Ukraine cho biết, quân Nga vẫn tiếp tục tấn công dữ dội ở mặt trận Kharkiv nhưng đã thay đổi chiến thuật tập kích. Phát biểu trên sóng phát thanh tin tức quốc gia 24/7, lãnh đạo bộ phận truyền thông của Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine cho hay, quân Nga chủ yếu tấn công với phương tiện là xe máy và xe địa hình Bucky hoặc đi bộ. Điểm khác biệt là hiện họ sử dụng rất ít xe bọc thép. Trang Army Inform dẫn lời quan chức trên nói, kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, tình hình ở vùng Kharkiv về cơ bản không có thay đổi lớn nào. Các lực lượng Moscow tiếp tục tiến công, nhưng cường độ tập kích đã giảm từ 10 vụ trên ngày xuống còn 1 đến 2 vụ trên ngày. Tình hình trong khu vực chúng tôi phụ trách vẫn căng thẳng nhưng được kiểm soát. Binh lính của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiềm chế và cản đường đối phương. Đại diện Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 nhấn mạnh. Khoảnh khắc tên lửa Iskander bắn cháy hệ thống HIMARS Ukraine ở Sumy. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại giây phút hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine bị tên lửa nước này bắn nổ ở tỉnh Sumy. Đoạn video được trang thông tấn TASS trích dẫn cho thấy máy bay không người lái UAV Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không ở tỉnh Sumy. Ukraine đã phát hiện đối phương triển khai hệ thống pháo phản lực HIMARS ở gần khu vực định cư Stepanovka. Sau đó, chiếc UAV quay được hình ảnh kíp chiến đấu Ukraine lái cỗ pháo HIMARS ẩn nấp tại rìa một khu rừng gần đó. Thông qua dữ liệu tọa độ được UAV cung cấp, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng khí tài Iskander-M tập kích cỗ pháo đối phương. Đòn tấn công lập tức tạo ra một vụ nổ lớn ở khu vực pháo HIMARS đang trú ẩn. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông cáo và video được Bộ Quốc phòng và Truyền thông Nga công bố. Theo Pravda và Telegraph, trong bài phát biểu tối qua 25 tháng 8, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 3 km ở vùng Kursk của Nga và kiểm soát thêm hai khu định cư. Người đứng đầu Ukraine cũng cảnh báo nước này sẽ sớm có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga là nguồn gốc đe dọa đối với đất nước và người dân Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố, Nga muốn phá hủy Ukraine, song chiến sự đã quay lại Nga. Đối thủ của chúng tôi sẽ biết, sớm hoặc muộn, một phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga, vốn bị coi là nguồn gốc đe dọa đất nước và người dân của chúng tôi. Cùng lúc đó, thống đốc vùng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov cho biết 6 người ở khu vực này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine. Theo đó, vụ tấn công của Ukraine vào làng Rakitnoye đã làm 5 người chết, 13 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng, gồm cả một thiếu niên 16 tuổi. Ngoài ra, 12 tòa nhà dân cư, 2 cửa hàng và 7 ô tô bị hư hại. Rakitnoye chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 10 km. Theo Sky News, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump đã được khuếch đại sau khi ông chọn người chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine, JD Vance, làm bạn đồng hành tranh cử. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho hay ông chỉ nhận được những thông điệp tích cực từ ông Trump trong cuộc điện đàm giữa hai người hồi tháng trước. Tôi nhận được thông điệp rằng ông Trump sẽ ủng hộ Ukraine và làm mọi việc để chấm dứt xung đột, ông Zelensky nói với các phóng viên Ấn Độ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt tại Ukraine vào tuần này. Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông Trump đã đảm bảo với ông rằng sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraine độc lập, châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11 sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Mỹ đã gửi ATACMS tầm xa cho Kiev từ đầu năm nay, nhưng Ukraine chỉ được phép sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ và bán đảo Crimea mà Moscow đang kiểm soát, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Theo Newsweek,
một quan chức an ninh cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây, chia sẻ với tờ Politico rằng việc tấn công bằng ATACMS nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ không hiệu quả như Kiev mong đợi, do Moscow đã di chuyển dàn máy bay quân sự khỏi các căn cứ không quân nằm gần Ukraine. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW đã cho công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy 250 mục tiêu của Nga hiện nằm trong tầm bắn của ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Hình ảnh ghi nhận các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự quy mô lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và trụ sở thường trực. ESW nhấn mạnh sẽ cực kỳ khó hoặc không thể đối với Nga để nhanh chóng di rời tài sản khỏi những nơi này. Chỉ có 17 trong số 250 cơ sở này là sân bay. Do đó, quân đội Nga khó có khả năng tái bố trí tài sản khỏi tất cả 233 cơ sở còn lại ở mức độ tương tự như những gì họ đã làm với vũ khí hàng không, ESW đánh giá. Cũng theo ESW, các lực lượng Ukraine không cần phải tấn công từ mục tiêu quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong phạm vi mà vũ khí phương Tây cung cấp để bắt đầu tạo ra áp lực hoạt động đáng kể lên quân đội Nga. Trên thực tế, Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, trang bị tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chúng có tầm bắn ngắn hơn ATACMS. Theo ESW, chỉ có 20 trong số 250 mục tiêu tiềm năng của Nga nằm trong tầm bắn của GMLRS. Trong khi đó, Mỹ đã cấp cho Ukraine hai phiên bản tên lửa ATACMS có tầm bắn là 165 km và 300 km. Tình thế cam go của Ukraine ở miền đông khi cuộc đột kích vào Nga chậm lại. Hơn 2 tuần kể từ cuộc đột kích vào phía tây nước Nga, cuộc tiến công của Ukraine đã chậm lại khi quân đội nước này chỉ đạt được những thành quả hạn chế quanh các vùng lãnh thổ họ kiểm soát. Trong khi đó, tại hơn 320 km về phía đông nam, một cuộc tấn công khác đang lấy được đà tiến công. Nga đã tiến về phía Pokrov, thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. Trong những ngày gần đây, các lực lượng của Moscow đã chiếm được ít nhất 3 khu định cư và tiến đến vùng ngoại ô của thị trấn dọc tuyến đường sắt tới Pokrov, một trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine trong khu vực. Cuộc tiến công của Nga đã đặt Ukraine vào tình thế bấp bênh khi vừa phải bảo vệ một mặt trận quan trọng, vừa phải nỗ lực gây sức ép ở một mặt trận khác với số lượng binh lính và vũ khí hạn chế. Tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang nỗ lực tăng cường lực lượng ở phía đông để chống lại đà tiến công của Nga. Tuần này, các lực lượng của Nga đã chiếm được 3 ngôi làng gần Pokrov, từ đó mở rộng quyền kiểm soát khu vực. Destet, một nhóm phân tích có quan hệ gần gũi với quân đội Ukraine cho hay, quân đội Nga hiện ở cách trung tâm Pokrov gần 13 km. Michael Kopman, một học giả cấp cao về chương trình Nga và Á-Âu tại Quỹ Vì Hòa Bình Quốc tế cho biết, thành phố này hiện đã nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Pokrov, một thành phố với hơn 40.000 người sinh sống, là một trung tâm trung chuyển cho các lực lượng của Ukraine ở phía đông. Nó nằm trên một tuyến đường then chốt, cao tốc T-054, kết nối một số thành phố để hình thành nên vòng cung phòng thủ, bảo vệ phần khu vực ở Donetsk do Ukraine kiểm soát. Mất Pokrov sẽ là một tổn thất đáng kể với khả năng của Ukraine trong việc duy trì phòng tuyến chung ở Donetsk. Tổn thất này không đến mức thảm họa, nhưng nó sẽ là bước lùi cho các hoạt động tổ chức phòng thủ, ông Kopman nói. Bản đồ chiến trường do nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan chuyên theo dõi diễn biến xung đột, phân tích, dường như cho thấy quân đội Nga đã tiếp cận phòng tuyến chống tăng cuối cùng của Ukraine gần thị trấn. Các lực lượng của Moscow cũng đã xuyên thủng một số lớp phòng tuyến trong suốt cuộc tấn công. Các nhà chức trách Ukraine kêu gọi người dân ở Pokrov sơ tán trong vòng 2 tuần tới trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Các gia đình có trẻ em đã được lệnh rời đi. Ở phía đông bắc Pokrov, quanh thị trấn Torez và New York, các lực lượng của Nga đang tiến công chậm nhưng vẫn liên tục chiếm thêm lãnh thổ, đồng thời điều động từng đợt quân cho các cuộc tấn công dữ dội. Một đoạn video được Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW xác định vị trí cho thấy quân đội Nga đã tiến đến cửa ngõ Torres và kiểm soát hầu hết New York. Một binh lính giấu tên thuộc lữ đoàn chiến đấu gần New York tuần này cho biết quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần nhỏ của thị trấn nhưng đang đối mặt với các cuộc tấn công liên tục. Các vị trí của Ukraine ở New York và Torres có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ một thành phố khác trong vòng cung phòng thủ. Đó là Kostyantynivka, cách khoảng hơn 14 km về phía tây bắc.
Các nhà phân tích cho biết, một mục tiêu trong cuộc tấn công của Ukraine vào phía Tây nước Nga là buộc Moscow phải chuyển hướng quân đội khỏi các tiền tuyến ở mặt trận phía Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, Điện Kremlin dường như vẫn ưu tiên các hoạt động chiến đấu tại đây. Nga hầu như không di chuyển bất kỳ lực lượng nào khỏi đây. Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3 chiến đấu ở phía Đông, nhận định với truyền thông Ukraine ngày 21 tháng 8. Cuộc tấn công của Ukraine vào Nga hầu như không tác động đến giao tranh ở khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine đã đạt được những thành quả nhanh chóng sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk ở phía tây nước Nga ngày 6 tháng 8, chiếm nhiều khu dân cư và thị trấn Sudzha. Ngày 22 tháng 8, ông Zelensky cho biết Ukraine hiện kiểm soát 1.243 km2 lãnh thổ của Nga. Nếu được xác nhận, khu vực này tương đương với lãnh thổ Nga chiếm được ở Ukraine trong năm nay, tính tới tháng 7, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay. Tuy nhiên, hầu hết các thành quả này đều là đạt được trong tuần đầu tiên của cuộc tấn công. Trong tuần qua, Ukraine chỉ tiến công hạn chế quanh vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát và tiến vào một số ngôi làng. Các nhà phân tích cho biết điều này là bởi quân đội Ukraine đang đối mặt với các lực lượng tăng cường mà Moscow đưa tới khu vực, chủ yếu là từ các đơn vị đóng ở trong nước Nga. Vasyl Halamai, chỉ huy một trung đội của Ukraine cho biết, các lực lượng của Nga tăng cường đáng kể các cuộc pháo kích và khả năng kháng cự của bộ binh. Tổn thất về trang thiết bị của Ukraine trong cuộc tấn công này cũng ngày càng gia tăng. Nancio, một nhà phân tích tình báo nguồn mở tiết lộ, Ukraine đã tổn thất ít nhất 65 trang thiết bị quân sự, trong đó có xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất, trong khi tổn thất của Nga là 40 phương tiện. Đây là kênh YouTube của Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay.